Sau 20 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện FV trở thành môi trường làm việc lý tưởng, thu hút nhiều nhân tài. Bệnh viện có 236 bác sĩ giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao, được đào tạo bài bản trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, bệnh viện còn thu hút một đội ngũ bác sĩ công lập với đội ngũ bác sĩ chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đến cộng tác, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm. Chính sự tận tâm, tận tụy với bệnh nhân theo lời thề Hippocrates của đội ngũ bác sĩ đã góp phần tạo nên thương hiệu uy tín cho bệnh viện FV trong 20 năm qua. Trong lễ kỷ niệm 20 năm hành trình trọn niềm tin, bệnh viện FV đã tổ chức trao giải Doctors Oscar cho 8 cá nhân. Đây là giải thưởng nhằm tôn vinh các gương mặt bác sĩ xuất sắc nhất do tập thể FV bình chọn với các hạng mục cụ thể. Bác sĩ giới thiệu bệnh nhân xuất sắc nhất thuộc về bác sĩ Trần Quang Thuận, khoa ung bướu. Bác sĩ hợp tác xuất sắc nhất thuộc về bác sĩ Bùi Chí Thương, khoa sản phụ khoa. Bác sĩ được yêu thích nhất thuộc về bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng khoa ngoại thần kinh và phẫu thuật cuộc sống. Bác sĩ có cống hiến tích cực và hiệu quả nhất cho sự phát triển của FV thuộc về bác sĩ Nguyễn Viết Quỳnh Thư, trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế. Bác sĩ có kiến thức khoa học uyên bác nhất thuộc về bác sĩ Pierre Jalot, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh. Bác sĩ có sáng kiến xuất sắc nhất thuộc về bác sĩ Basma Embarek, trưởng trung tâm điều trị ung thư Hy vọng. Bác sĩ phòng chống dịch COVID-19 xuất sắc nhất thuộc về bác sĩ Trình Văn Hải, trưởng khoa cấp cứu. Bác sĩ phẫu thuật xuất sắc nhất thuộc về bác sĩ Lê Trọng Phát, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình. Giải thưởng dành cho các bác sĩ là cặp vé máy bay hàng thương gia đến các quốc gia hoặc kỳ nghỉ tại các resort 5 sao nổi tiếng kèm theo hiện kim. Xin chúc mừng các bác sĩ và chúc đội ngũ bác sĩ FV tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp cứu chữa và mang lại chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like hoặc chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh YouTube Bệnh viện FV để theo dõi những video mới nhất, những thông tin sức khỏe hữu ích các bạn nhé.